chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình và mình là Long Nhi. Ở tập mới tiếp theo này, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn những chiếc đầm rất là xinh xắn và không kém phần gợi cảm. Nó phù hợp với nhiều dịp như là đi du lịch, tiệc tùng, đi hẹn hò chẳng hạn. Nào chúng mình cùng bắt đầu nha. Mình sẽ review về em đầm body này. Thì em này thì nhìn sơ qua thì rất là gợi cảm và rất là tôn dáng cái người mặc luôn. Đầm này thì mình mua tại shop tên là Nabupi 02 với giá là 259.000. Và nhắc tới cái shop này thì mình cũng phải giới thiệu sơ qua là shop bán rất nhiều đầm đi dự tiệc, đi hẹn hò luôn, mà kiểu dáng rất là xinh, nhìn kiểu mình thích mắt lắm. Và cho nên nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì có thể xem thêm, khảo thêm nhiều sản phẩm khác của shop nha. Đầm kiểu này thì bên shop chỉ có bán hai màu xanh lá và hồng với hai size SM, sẽ hơi ít màu, nhưng kiểu này thì mình thấy trên Shopee có nhiều shop khác bán có màu là đen, trắng, be, đỏ, xám với giá còn rẻ hơn. Các bạn có thể tìm thấy các màu khác cùng kiểu ở phần gợi ý sản phẩm tương tự của Shopee. Nếu các bạn lỡ ưng ý màu xanh lá này rồi thì thôi, chỉ có duy nhất shop này bán thôi nha. Kiểu dáng làm body, dáng dài qua đầu gối, may nhúng eo, xẻ tà và dây kéo bên hông. Kiểu may xếp ly nhiều ở phần ngực, khi mặc thì sẽ nhìn ngực trông đầy đặn hơn. Phần may nhúng ôm sát eo khiến dáng người mặc trông thon thả. Đó giờ thì mình chỉ nghĩ là cái đầm dáng dài nó chỉ phù hợp với các bạn trên 1m6 thôi thì mặt sẽ đẹp hơn, nhưng mà thật ra thì sau khi mình mua cái đầm này về á, tại nhìn kiểu nó thích quá, thì đối với chiều cao 1m52 của mình á, thì mặc vào kèm với lại giày cao gót cao tầm 7 phân thì nhìn vẫn rất là ok, khách dáng vẫn khách dáng bình thường luôn. Và chiếc đầm này thì nó phù hợp với lại nhiều dịp như là có thể đi chơi, đi biển, đi du lịch chẳng hạn. Chất liệu lụa cao cấp nên khá dày dặn, hơi bóng, nhẹ kiểu satin. Điểm cộng nổi bật là dây áo có khóa điều chỉnh độ dài dây để mọi người dễ dàng điều chỉnh độ dài phù hợp với thân hình của mình. Đường may tỉ mỉ không chỉ thừa, mô tả cân nặng của từng size rất chính xác. Mình mua size S và mặc vào rất vừa vặn. Chỉ hơi mất công đi cắt đầm lên do chân mình hơi ngắn so với chiều dài của đầm. Tóm lại, với giá 259.000 để sở hữu một em đầm on body phù hợp với nhiều nhịp như là đi chơi, đi tiệc tùng, đi biển, du lịch biển nổi bừng bật luôn á, thì rất là đáng đồng tiền bát gạo nha mọi người. Sản phẩm tiếp theo là một em đầm dây maxi xẻ tà, dây rút bên hông. Em này thì phù hợp với những nhịp như là đi đi chơi, đi du lịch mà cảnh sông núi thiên nhiên á, hoặc là những cái dịp mà tiệc tùng mà bạn muốn sắp xếp một cách thật là lồng lộn. Đầm này thì mua tại shop tên là Yuna SC 2014 với giá là 350.000. Nhưng mà khi mình mua thì mình mua trong cái dịp canh trong cái đợt sale á, thì mình được giảm tới 30% lận, cho nên là cái giá mình mua đầm này thì nó mềm hơn. Và trong những cái dịp sale á, thì em đầm này luôn là những cái một trong những cái sản phẩm mà bán chạy nhất, mau hết hàng nhất. Chiếc đầm này được bán với ba màu cơ bản là đen, vàng nghệ và hồng họa tiết hoa, và với ba size cơ bản luôn là SML thì phù hợp với các bạn từ 40 đến 55 kg. Mình thì là mình cỡ 48 kg và mình chọn size M, mua về mặc vừa khít luôn mọi người, không cần phải sửa gì luôn mà ôm khít luôn á, nhìn mặc đầm vào và như là mình đặt size may á, cho nên rất là thích luôn. Kiểu dáng đầm maxi dáng dài có xẻ tà tạo hiệu ứng cho đôi chân nhìn thon dài, và phần xẻ tà được điều chỉnh bằng dây rút nên các bạn có thể điều chỉnh chiều dài xẻ vạt theo ý của mình. Kiểu dáng vạt bầu dài tạo các độ rũ cho vạt váy mỗi khi di chuyển trông sẽ mềm mại hơn. Không có phần khóa để điều chỉnh chiều dài dây áo mà được thay bằng cách rút dây cột sau lưng. Thiết kế giúp các bạn phô diễn được phần lưng của mình nên sẽ giúp các bạn nhìn gợi cảm quyến rũ hơn. Cuối năm rồi mình có mặc em này đi du lịch ở Tràng An giữa một rừng, các bạn mặc size boho đỏ với vàng thì mình lại chọn em này với màu đen trung tính. Tuy vậy chụp hình lên vẫn rất nổi bật nha, không hề thua các bạn màu rực rỡ đâu, vẫn có cá tính riêng và hài hòa với thiên nhiên. Các bạn có thể xem một số hình mà mình đã chụp. Chất liệu van mềm không bóng không mỏng, độ dày vừa phải, đường may rất ok không chỉ thừa. Sau khi giặt xong đầm sẽ nhăn nên chịu khó ủi để mặc sẽ nhìn chỉnh chu hơn. Từ nãy đến giờ mình đã giới thiệu sơ qua em đầm maxi này, thì nhìn chung với giá 350.000 thì
mình thấy là có vẻ hơi cao so với một số nhu cầu một số bạn. Nhưng mà nếu mà đã làm đầm maxi mà đẹp thì sẽ không hề có giá rẻ. Nên nếu các bạn muốn mua một đầm này và diện trong những cái dịp đặc biệt như mình đã nói thì các bạn có thể tham khảo nha. Sản phẩm thứ ba là mình sẽ giới thiệu là một chiếc đầm dây giả da cổ tim, phù hợp với nhiều dịp như là đi chơi, hẹn hò, tiệc tùng chẳng hạn. Chiếc đầm này thì mình mua tại shop tên là Kami Beauty với giá 250.000, và shop chỉ bán duy nhất một màu đen này, full size. Dù là mình có ít sự lựa chọn về màu sắc và kích cỡ, nhưng mà đổi lại thì chiếc đầm cái màu đen giả da này thì khi mặc lên người thì rất là tôn nước da. Và ngoài ra thì màu đen nó cũng góp phần là nhìn là khiến cho thân hình mình nhìn trông gọn, thon gọn hơn khi mặc nó. Kiểu dáng đầm hai dây cổ tim khiến vòng một nhìn sẽ gợi cảm hơn, áo có mút lót ngực sẵn nên khi mặc các bạn cũng không cần tìm áo trong phù hợp với chiếc đầm này. Điểm trừ nhẹ là dây áo không có khóa điều chỉnh. Phần thân đầm nhún giúp che được khuyết điểm ở phần bụng. Tuy là đầm body nhưng phía trước có vạt bầu xéo nên cũng tạo được độ rũ mềm mại mỗi khi di chuyển. Chất liệu giả da nên rất khó trong việc vệ sinh đầm. Vì vậy các bạn nên hạn chế mặc đầm này ở các dịp dễ đổ mồ hôi nhiều, đường may đẹp, và dù mặc một thời gian dài nhưng cũng không bị bong chóc ở cái phần giả da. Nếu các bạn đang muốn tìm một chiếc đầm gợi cảm phù hợp những dịp như là đi chơi, hẹn hò chẳng hạn thì đây là một sự lựa chọn tốt. Thứ tư, mình sẽ giới thiệu một chiếc đầm kiểu rosette sang xịn, đẹp xuất sắc luôn. Chiếc đầm này thì mình mua tại shop tên là Demon Lawrence với giá là 222.000. Chiếc đầm này được bán với 4 màu sắc cơ bản như là màu đen, trắng, xanh dương là màu như hình mình đang cầm, và màu tím với 4 kích cỡ như là S, M, L và XL. Với màu sắc và kích cỡ nhiều như vậy thì chiếc đầm này cũng khiến cho các bạn dễ dàng lựa chọn cái kích cỡ màu sắc mình yêu thích, phù hợp với dáng người và nước da của mình. Đây là một điểm cộng khá là lớn luôn ấy. Và mình thì mình có 1m52 và nặng 47kg, thì khi mà mua chiếc đầm này thì mình lựa chọn là size S. Mặc vào người thì vừa in luôn, và chiều dài của cái đầm khi mà mặc so với chiều cao của mình thì cũng rất là hợp lý. Đầm suông ôm body, hở lưng gợi cảm, sợi lưới màu trơn, xếp ly thời trang và thiết kế cặp cao giúp dáng người trông nhìn thon thả hơn. Áo có bút nhưng không quá dày, không cứng cáp nên nếu ngọt nhỏ thì nên đựng thêm mút vào thì mặc sẽ nhìn đẹp hơn. Dây áo có khóa nên dễ dàng điều chỉnh chiều dài dây phù hợp với kích cỡ của từng người. Đầm được may tỉ mỉ, đường may đẹp nhưng chỗ cúp ngực mình thấy có vài chỗ chỉ thừa. Kiểu này phù hợp với nhiều dịp mặc khác nhau như đi chơi, tiệc tùng, du lịch, hẹn hò, vân vân. Hoặc kín đáo mà vẫn sang thì có thể diện với là laser hoặc là cardigan. Nhưng lưu ý các bạn có dáng người hơi tròn thì mình không khuyến khích mặc vào vì nó sẽ nhìn tròn hơn á. Kiểu này thì nhìn chung hợp hơn với các bạn có ba vòng tương đối rõ rệt, còn nếu dáng thấp như mình thì có thể mặc khắc phục bằng giày cao gót. Đầm được làm từ chất liệu vải polyester cao cấp, siêu nhẹ, thoáng khí, chống mồ hôi, mềm mại khi mặc vào tạo cảm giác thoải mái. Phần lưới của thân váy được may nhiều lớp tạo cảm giác dày dặn, chắc chắn. Thì có chất liệu lưới nên mọi người hãy giặt tay để giữ chất lượng đầm được lâu hơn. 222.000 cho một chiếc đầm kiểu rosette sang xịn gợi cảm, tôn dáng thì rất đáng cho các bạn mua về. Mình rất là recommend cho các bạn luôn ấy. Cuối cùng mình sẽ chốt show với một em đầm dây on body, dây đan chéo hở lưng, đẹp xuất sắc luôn. Đầm này thì mình mua tại shop tên là Hà Huỳnh 192911 với giá 145.000. Về màu sắc thì ban đầu khi mình mua thì shop có bán hai màu là màu đen và màu xanh dương như thế này đây. Nhưng mà sau này thì khi mình check lại thì shop còn bán màu đen thôi, với hai size là S và M. Và vì là cái kiểu dáng và cái kích cỡ thì của đầm cũng như nhau, cho nên mình sẽ dựa vào cái em đầm màu xanh này để review cái sản phẩm màu đen tương tự cho các bạn nha. Đầm này thì shop bán với hai màu là màu đen và màu xanh lam. Nhưng mà hiện tại thì mình check lại thì shop chỉ còn bán màu đen thôi, màu xanh thì không còn thấy bán nữa. Với hai size là S và M, vì là kiểu dáng thì nó cũng tương tự, cho nên là mình sẽ dựa vào cái chiếc đầm màu xanh này mình đã mua để mình review cho mọi người nha. Kiểu dáng đầm vừa rẻ vừa xinh, on body, lưng trần, dây đan chéo, nhưng kiểu này chỉ hợp với các bạn gầy không quá mập thì sẽ nhìn phù hợp hơn.
Bạn nào muốn kiếm một em đầm sexy thì kiểu này đáp ứng hết. Dây rút hai bên các bạn có thể điều chỉnh chiều dài vạt váy tùy ý. Với kiểu dáng táo bạo như vậy thì chắc chắn một điều khi mặc vào thì các bạn sẽ rất nổi bật luôn. Chất liệu thun nhung dày dặn, nhìn xịn sò, mềm mịn, co giãn nên dễ mặc. Các dây đan chéo cũng co giãn nên không khiến người mặc khó chịu. Khắc phục được nhược điểm là dây đan chéo không bị ôm khít quá vào người. 145.000 cho các bạn nào đang có nhu cầu, đang tìm kiếm một em đầm body mà thật là sexy, táo bạo thì em này rất đáng để mọi người mua về nha. À, vậy là mình đã review và giới thiệu xong 5 chiếc đầm xinh xắn, sang trọng, gợi cảm, phù hợp với nhiều diện nhờ diện như là đi chơi, hẹn hò, tiệc tùng chẳng hạn. Mình mong là từ những chia sẻ mà mình đã đưa ra thì các bạn có thể nhận định là mình có nên mua các sản phẩm này hay không. Và các bạn đừng quên hãy like và subscribe kênh YouTube của Nhi để có thể theo dõi thêm nhiều clip hơn nữa nha. Chào mọi người và hẹn gặp lại.